Xin được kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị đang xem kênh Salon ô tô Xe Mê Cải Dương. Có địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Thứ Minh, thành phố Hải Dương. Và quý vị có thể kết nối cho số hotline 0978 607 555 hoặc có thể gọi cho số riêng của tôi là 0941 337 888. Quý vị có nhu cầu muốn mua tất cả những chiếc xe đã qua sử dụng của tất cả những thương hiệu như Toyota, Honda, Mazda, Kia, Hyundai, BMW, Mercedes vân vân thì hãy đến đúng địa chỉ trên để được lái thử, test và mua tất cả những chiếc xe đã qua sử dụng, còn đảm bảo chất lượng, có cam kết không lỗi đâm xô tai nạn, không lỗi ngập nước chỉ kích. Và quay vào chủ đề chính ngày hôm nay thì em xin làm một cái video chi tiết về một mẫu xe của hãng Toyota, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng D. Đây là chiếc xe Toyota Camry 2.4, xe lắp ráp tại Việt Nam, sản xuất 2008. Và chiếc xe này đang mang biển số 36A05103. Giá chiếc xe này đang được Xe Mê Cải Hải Dương niêm yết tất cả trên các trang mạng là 495 triệu. Xe cam kết bảo hành không lỗi đâm xô tai nạn, không ngập nước, keo chỉ còn nguyên xung quanh xe. Và xe còn rất là đẹp. La răng còn khá là bóng bẩy và lốp rất là dày, cả bốn lốp đều rất là đều xe. Chiếc xe này động cơ 2.4 phiên bản G và mức tiêu nhiên liệu thì khoảng tầm 10 lít xăng trên 100 km. Vô lăng cần số còn rất là đẹp, nguyên bản là đầu CD 6 đĩa. Một số chi tiết trên xe được sơn giả vân gỗ, áp lô tháp ly rất mới này, keo chỉ xung quanh xe còn nguyên. Đó là ghế thứ hai. Chiếc xe này mới chạy được khoảng tầm 11 vạn km. Cả cái lái và cái phụ đều chỉnh điện. Gương kính chỉnh điện, cục điện, xi nhan tích hợp trên gương. Đây là khoang động cơ, động cơ 2.4 lít, máy số zin và động cơ rất là khô ráo. Quý vị nào thiện chí muốn mua chiếc xe này thì liên hệ cho em số hotline 0978 607 555
hoặc 0941 337 888. Giá chiếc xe này đang niêm yết là 495 triệu. Xin chào và hẹn lại quý vị ở những video clip lần sau.